Nhà đất Kim Liên Tiền Giang xin kính chào các anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các anh chị một miếng đất, địa chỉ là ấp Bình Trung, xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đây là vị trí miếng đất mình nha các anh chị. Miếng đất mình giáp với đường huyện 12D cặp sông Xuân Hòa. Miếng đất mình thì có diện tích là ngang 11, dài 110. Tổng diện tích của mình là 1.009 m², có 100 mét thổ cư. Đây là trước đất mình là sông ha. Đường nhựa này là đường huyện 12D mới làm nha các anh chị. Đường này mình thông thôi nha các anh chị. Miếng đất của em là đã được đổ nền cao ráo nha các anh chị. Vị trí miếng đất mình đây nha anh chị. Từ mé bên đây em chỉ kéo dài qua bên mé này là 11 m, chạy dài vô là 110. Thuận tiện cho anh chị xây nhà kinh doanh hoặc là bãi cắt đá ha, có xây dựng xe nhà nghỉ dưỡng cũng được. Xung quanh mình vườn dừa rất mát mẻ nha các anh chị. Hiện tại giá của miếng đất này là 1.750 tỷ. Bên em còn bớt tiền giấy tờ với thương lượng nhẹ ha. Hướng này là ra thị trấn Vĩnh Bình khoảng 5 cây, có cầu bắc qua bên huyện Chợ Gạo luôn, nó đi thông vào Chợ Gạo. Còn hướng này là lên chợ Bình Tây, mình cách khoảng 1 cây rưỡi nha các anh chị. Các anh chị nào quan tâm thì liên hệ em ở số điện thoại trên màn hình ha, 0799 686 959, thì em sẽ dẫn mình đi xem đất và xem giấy tờ sổ sách luôn nha các anh chị. Anh xin nhắc lại cái diện tích của miếng đất này là ngang 11, dài 110. Tổng diện tích của mình là 1.009 m², có 100 mét thổ cư sẵn. Rồi, em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này của em ha. Hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo. Em xin cảm ơn các anh chị.